Biển Đông lại dậy sóng, trên nghị trường Quốc hội. Trong hai ngày của phiên thảo luận về tình hình kinh tế, xã hội năm 2019 tại kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa 14, từ Biển Đông liên tục được các đại biểu Quốc hội nhắc đến. Đại biểu Quốc hội Lê Thanh Vân, cần có chiến pháp đấu chiến pháp. Đại biểu Lê Thanh Vân tỉnh Cà Mau cho rằng, Trung Quốc từ bao lâu nay, không bao giờ từ bỏ dã tâm và thủ đoạn để biến Biển Đông thành ao nhà. Để thực hiện dã tâm đó, Trung Quốc đang có tam chủng chiến pháp, đó là tâm lý, truyền thông và pháp lý. Trung Quốc đã giao giảng cho các thế hệ học sinh và rêu rao trên các diễn đàn rằng, Biển Đông là của Trung Quốc. Về pháp lý, họ sửa lại diễn đạt của Công ước Quốc tế về luật biển năm 1982 và trên thực địa, thì tiến hành xâm lấn các quốc gia ven biển, ông Vân phân tích. Đưa ra đối sách, đại biểu Lê Thanh Vân cho rằng, chúng ta cần phải có tam công chiến pháp, đối lại với Trung Quốc, đó là công luận, công khai và công pháp. Theo ông Vân, về công luận, phải đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, củng cố hồ sơ để chứng minh cho dư luận thế giới biết Biển Đông là của Việt Nam. Công khai là phải công khai các hoạt động phi pháp của Trung Quốc cho thế giới biết, cho trong nước biết. Công pháp là sử dụng tối đa công cụ pháp lý, từ pháp luật quốc tế cho đến cơ sở pháp lý mà luật biển Việt Nam đã quy định. Ngoài ra, về lâu dài cần phải có đối sách căn bản và phòng thủ chặt chẽ để ngăn cản sự lấn tới, vi phạm trắng trợn của Trung Quốc trên Biển Đông. Cùng quan điểm với đại biểu Lê Thanh Vân, đại biểu Nguyễn Lân Hiếu, tỉnh An Giang đề nghị cần công khai hoạt động chi tiết lấn chiếm biển đảo, vi phạm luật pháp quốc tế của Trung Quốc để dư luận tiến bộ Việt Nam và thế giới, bao gồm cả người dân Trung Quốc được biết. Theo ông Hiếu, các phương pháp được sử dụng trong thời gian qua không làm giảm lòng tham của Trung Quốc. Cần có thêm những biện pháp mới theo nguyên tắc bất di bất dịch là không bao giờ nhân nhượng những gì thuộc về độc lập chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ. Có rất nhiều ý kiến của cử tri đề nghị kiện ra tòa án quốc tế, nhưng không chỉ kiện vụ việc Trung Quốc xâm phạm bãi tư chính mà là toàn bộ các hoạt động của Trung Quốc vi phạm chủ quyền Việt Nam tại Biển Đông trong suốt thời gian qua. Đại biểu Dương Trung Quốc kiến nghị cần công khai và không né tránh. Là người có những phát ngôn tâm huyết về vấn đề Biển Đông, đại biểu Dương Trung Quốc, tỉnh Đồng Nai đã có nhiều nhận xét tích cực đối với bản báo cáo của chính phủ về công tác đối ngoại, trong đó có vấn đề Biển Đông. Nhưng theo ông, vấn đề này nên được trình bày một cách công khai để người dân được biết, thay vì họp kín. Theo nhà sử học này, đất nước ta đã có cả một chiều dài lịch sử và đã có trải nghiệm sống hòa bình với Trung Quốc, có những thời kỳ kéo dài hơn 3 thế kỷ, như vào thời nhà Lê. Ông cha ta biết cách ứng xử và vẫn bảo vệ chủ quyền, như vậy, rõ ràng chúng ta biết cách sống và học hỏi. Ảnh hưởng của Trung Quốc là không ít nhưng đất nước ta vẫn giữ được tự chủ, cả về chính trị lẫn văn hóa. Nhận xét tình hình Biển Đông trong thời gian qua, đại biểu Dương Trung Quốc cho rằng, đó không phải là sự khiêu khích, nói trong một trường hợp nào đó, nó là bài toán thử để xem thái độ của chúng ta thế nào. Ông cũng tái khẳng định, việc đối phó Trung Quốc là khó, phức tạp nhưng cái gì càng khó, càng phức tạp thì càng cần có sự đồng thuận của người dân. Chúng ta không thể chỉ lên án, mà phải có tất cả những cách tiếp cận, đó là tập hợp người dân với sự ủng hộ của quốc tế. Tôi nghĩ, quan điểm này không xa với đường lối của Đảng và Nhà nước, nhưng nó phải rõ ràng. Quan trọng nhất là có được sự ủng hộ và đồng thuận của người dân. Đại biểu Nguyễn Thanh Thủy Hậu Giang cũng khẳng định Biển Đông bị đe dọa an ninh nghiêm trọng. Theo bà Thủy, trước tình hình bất ổn giữa các nước lớn và Biển Đông bị đe dọa an ninh nghiêm trọng, nhưng với chủ trương đúng đắn, Việt Nam rất thành công trong công tác đối ngoại, tạo thế và lực mới của Việt Nam trên trường quốc tế. Ở trong nước, tuy có nhiều lo lắng, bức xúc trước chủ quyền thiêng liêng của đất nước Việt Nam, bị Trung Quốc xâm phạm nghiêm trọng từ 4/7 đến 24. Tháng 10 năm 2019 vừa qua, song cử tri và nhân dân cả nước luôn tin tưởng, đánh giá cao trách nhiệm của Đảng, Quốc hội, Chính phủ, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam luôn kiên định, nhất quán chủ trương những gì thuộc về độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ Việt Nam chúng ta không bao giờ nhân nhượng. Theo bà Thủy, từ khẳng định nhất quán đó đã có những hành động kiên quyết, kiên trì, bình tĩnh, khôn khéo, xử lý đồng bộ hiệu quả các biện pháp đấu tranh chính trị, ngoại giao, pháp lý và thực địa, tạo đồng thuận cao trong nhân dân và cộng đồng quốc tế, giữ vững được môi trường hòa bình trong khu vực và Biển Đông, tạo điều kiện ổn định trong nước để thu hút đầu tư, du lịch, phát triển kinh tế xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân.